Yeah. Honey, let's go. Woohoo. Titi nghe thuyền là phải bỏ chạy như vậy, nghe tiếng người là phải trốn như vậy, đúng rồi rái cá hoang dã luôn. Titi bỏ trốn luôn đúng không con, rồi xong mà con đi tìm Tion đúng không? Con đã đi tìm ba kiếp luân hồi rồi hả? Mới gặp được tiên cá trong khu rừng đúng không? Thôi anh em chúng ta vào chào hỏi thần rừng một xíu đi. Đi vào thăm thần rừng xíu. Đi thôi mấy anh em. Thần rừng mắc mắn. Let's go. Let's go.